Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tự xét sai lầm của mình. Như bảo rằng tôi có thể nghe được tiếng nói ở không trung. Đây tức là cảnh giới ma, không phải là cảnh giới của người vào định. Người tu đạo không thể nói như vậy mà phải theo được câu sau. Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Người tu học phải luôn luôn quay lại chiếu soi mình, chứ không phải hướng ra ngoài tìm cầu, bởi ở bên ngoài không có cái gì để kiếm được. Ngay trong tự tánh của mình, mọi thứ đều có sẵn, đều hoàn bị. Chúng ta hãy tự hỏi mình có tu hay không tu, có hạ công phu không? Đừng hỏi gì khác, chỉ hỏi ta có tham không? Có tham tức là không tu hành, không tham tức là có tu hành, cái đó mới là quan trọng nhất. Lại tự hỏi mình có tâm sân không? Bỗng dưng người ta đánh mình có nổi nóng không? Nếu quý vị nổi nóng tức là quý vị chưa có công phu. Nếu quý vị thực không nổi nóng, quý vị cũng không nên tự cho là mình hết chấp ngã, cái đó chỉ là giảm phần nào tâm chấp ngã đó thôi. Chúng ta phải theo cho được các câu sau: đánh ta coi như không thấy, mắng ta lấy lẽ đối xử. Đả ngã một khán kiến, mạ ngã bà lý phục. Hy vọng quý vị ở đây theo đó dụng công phu. Nếu nổi nóng tức chưa có tu hành, chưa buông xả. Buông xả được thì ai là người phiền não, ai là kẻ trêu chọc. Nếu không phiền não cũng sẽ không nổi nóng, đây là bổn phận của người tu. Cũng không thể nói là ta tu hay, cái đó chỉ là tiến được một bước. Không thể có lòng cống cao ngã mạn, tự coi mình giỏi. Như nói, này, các người đến đây coi chúng tôi tu, số một thế giới đấy. Đấy chính là đại ngã mạn, đại ma vương. Ngàn vạn lần quý vị không nên có những ý nghĩ như vậy, bởi nói cách đó chính là tà chi, tà kiến. Soi lại chính mình, thử xét mình có ngu si không, có điều gì không được hiểu rõ, còn bị chướng ngại. Một điều thông, mọi thứ đều thông, và đây cũng chỉ là bước đầu của việc tu tập. Không thể nói rằng ta biết đã đủ rồi, tất cả đều viên mãn, nói như vậy là tính cuồng mạn. Có câu nói, chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng. Đã là chân không thì cái gì là người, cái gì là ta, làm sao còn vọng tưởng. Như chứng được tam ma địa thì tự nhiên nước cam lồ hiện tiền, đâu cần phải chạy đi đâu tìm kiếm, tất cả đã ở trong tự tánh rồi. Người tu đạo không thể mang bộ mặt giả dối, mang cái nhãn hiệu tu mà sự thật chẳng tu. Cái đó người ta nói là treo đầu dê bán thịt chó, làm những việc không đúng pháp, làm sao chứng được tam ma địa. Kẻ tu hành chân chính mà chuyên tâm niệm Quán Âm thì sẽ chứng tam muội. Cảnh giới tam muội thì gặp trời lạnh không cảm thấy lạnh, trời nóng không thấy nóng, thiếu nước không biết khát, thiếu ăn không thấy đói, diệu dụng như vậy, nhiệm màu không thể nói hết. Người tu đạo phải thực lòng mà tu hành, cốt lấy cái thực chứ không tham cái danh giả. Tu hành là nói tới cái công phu thực sự đem ra mà khảo nghiệm. Không thể tự mình đánh trống thổi kèn, rêu rao rằng ta là người đạo hạnh. Giả hay thực nhìn qua là biết, người tu không thể dối người khác, dối người là tội, đọa địa ngục, lại cũng không thể tu được chút ít mà đã tự coi là đầy đủ, giống như cái bánh vẽ không thể làm cho no bụng được. Tuy có câu nói rằng, thấy cháy mơ thì hết khát nước, nhưng cảm giác này chỉ là tạm thời, chứ không làm cho hết khát thực sự. Phải noi theo cho đúng phép tắc thì mới là con đường chính để tu hành. Ha ha ha, 问什么的说